Thưa quý vị, chiều qua ngày 9 tháng 1, thì Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinasun Taxi đã tổ chức lễ trao giải đặc biệt chương trình thi đua với tên gọi Lái xe tranh tài, xế hộp trao tay đợt 1. Chương trình nhằm tri ân các lái xe giỏi, có đạo đức, nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Vinasun, đồng thời tạo thêm niềm vui cuối năm cho các lái xe. Chương trình lái xe tranh tài xế hộp trao tay của Vinasun trở thành sân chơi mới dành cho các lái xe. Tuy nhiên, để tham gia chương trình này, các lái xe của Vinasun phải cố gắng đạt đủ điều kiện về doanh thu, cách phục vụ khách hàng chu đáo, trả lại của rơi, giữ xe sạch đẹp, chấp hành tốt nội quy quy chế và quy trình của Vinasun App. Nhờ lái xe cố gắng thi đua làm việc tốt, chất lượng phục vụ khách hàng của Vinasun Taxi không ngừng được nâng cao. Mục đích chính của công ty là muốn nâng cấp cái dịch vụ taxi Vinasun làm sao nó phải tốt hơn. Trong đó cái hàng đầu, cái doanh thu lột chuyện, quan trọng nhất là cái đạo đức nghề nghiệp anh em phải được nâng lên. Vinasun là một cái thương hiệu được khách hàng yêu mến. Vậy thì anh em lái xe phải chứng tỏ mình là cái sứ giả, là người đại diện Vinasun đối với khách hàng, cho nên phục vụ khách hàng với được gọi là chúng tôi gọi là vô điều kiện và khách hàng là trên hết. Hòa trong không khí đón xuân Canh Tý, chương trình đã tìm ra chủ nhân của 60 chiếc điện thoại smartphone Samsung A30 và xe Toyota Vios 1.5G CVT 2019 với tổng giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Trong đó, lái xe Lê Văn Nam đã trở thành người may mắn nhất nhận được giải đặc biệt, một chiếc xe Toyota Vios trị giá 540 triệu đồng. Sau 10 năm phục vụ cho công ty Vinasun, là khi mà nhận được giải thưởng này thì tôi cũng rất là vui mừng. Đó. Thật là bất ngờ luôn, đó. Rất là bất ngờ khi mà công ty đã tổ chức ra một cái cuộc chơi công bằng như vậy là tôi rất là vui. Tết năm nay sẽ là vui hơn Tết những năm Tết vừa qua. Chương trình lái xe tranh tài xế hộp trao tay để góp phần tạo nên niềm vui mới cho cánh tài xế Vinasun trong dịp xuân này. Được biết, qua Tết, Vinasun sẽ tiếp tục phát động chương trình lái xe tranh tài xế hộp trao tay đợt 2 với giải đặc biệt lớn hơn là một xe Toyota Innova 2.0 GAT 2019 trị giá 850 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác.